đấy. Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Và nhân tiện ngày hôm nay thì Thanh muốn chia sẻ cho mọi người một cái câu thành ngạn ngữ rất là hay về giáo viên. Teachers have three loves: love of learning, love of learners, and love of bringing the first two loves together. Ok, câu này có nghĩa là gì nhỉ? À, giáo viên thì có ba tình yêu lớn đúng không? Thứ nhất là yêu việc học, thứ hai là yêu học viên của mình, và thứ ba đó là đem hai cái tình yêu đầu của mình biết cách yêu nhau. Ok, giáo viên sẽ là một người có trách nhiệm cao cả vì gắn kết cái việc học cùng với các học viên với nhau để làm sao mà tất cả học viên đều trở nên yêu thích việc học tiếng Anh hoặc là bất cứ cái môn học nào đó, chứ không phải là bắt học viên là học cái này hay học cái kia, đúng không ạ? Khi mà học viên đã trở nên yêu thích cái môn học đó thì sẽ rất dễ dàng cho họ có thể đi tới cái con đường mà họ mong muốn, đúng không ạ? Ok,